Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ một số bài học liên quan đến chiến lược phát triển và thu hút vốn đầu tư nước ngoài với Đại học Kinh doanh Copenhagen Đan Mạch. Tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp, Giáo sư Ari Koko, Đại học Kinh doanh Copenhagen, Đoàn nghiên cứu từ Đại học Nha Trang, Đại học Fulbright Việt Nam và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Trong 10 năm qua, giai đoạn 2013-2022, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hút được 87 dự án với tổng vốn đăng ký là 2.750 triệu đô la Mỹ, chiếm 74% về lượng và chiếm 63% vốn thu hút cả giai đoạn. Các dạng đầu tư nước ngoài đã đóng góp khoảng 12 GDP, chiếm trên 25% một năm tổng thu ngân sách địa phương. Đặc biệt, trong đó, công ty trách nhiệm hữu hàng bia Casper Việt Nam Đan Mạch bình quân hàng năm từ 2.300 đến 3.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 20 đến 25% một năm cho tổng thu ngân sách địa phương, trên 65 đến 70% khổ doanh nghiệp nước ngoài. Khu vực FDI đã giải quyết hơn 24.500 người lao động trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tòa đàm, các đại biểu cùng tập trung thảo luận về các vấn đề phát triển, khó khăn và thách thức của tỉnh Thừa Thiên Huế trong chiến lược phát triển và thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc như tăng cường quảng bá xúc tiến nước ngoài, đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung vào các lĩnh vực thể mạnh của địa phương như giáo dục, y tế, du lịch. Kết luận tại buổi tòa đàm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận và đánh giá cao những ý tưởng, định hướng của các chuyên gia tại buổi tòa đàm. Với những trao đổi hôm nay đã gửi ra những ý tưởng mới cho tỉnh trong việc định hướng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và kêu gọi đầu tư ở địa phương trong thời gian tới khi mà tỉnh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương dựa trên những lợi thế sẵn có để có hưởng đi bên vững tương đồng